Nhìn bình thường vậy á, chứ nằm ở dưới, ngủ nằm ở dưới. Thôi lắm mấy con. Bên Cam nó nói tiếng Anh hả chị? Nói tiếng Cam, tiếng Anh. Sao mình thấy mấy đứa qua bên Cam về nó không mất tiêu luôn, không biết nói tiếng Việt luôn ta. Nó học chữ gì? Dạ. Bà bỏ tao nhỏ, kiểu như nó kỳ thị chủng tộc. Nó kỳ thị người Việt mình hả chị? Mà bệnh mấy cái dịch vụ mà làm một như vậy không có hả chị? Chắc có mà chị không có tìm. Hay lắm đó con. Một mụn nó dài lắm con ạ. À. Vi mày mấy gục này, vi mày đây. Chị có hay về đây không chị? Cũng về hoài, chị làm ăn qua lại. Dạ. Yeah. Lớn nhỏ gì cũng có hết. Cái này giống như con bé nó cậy á, cái dấu cậy nè, cái này mấy này cái cậy mà không ra.
Êm quá. Êm quá. Êm sao chị? Thấy cái mồm nó ra êm quá. Thấy ra nhẹ mặt đó chị ạ. Nhẹ nhàng. Lấy cái nào cũng ra nè. Thả lỏng nha. Thả lỏng cô lấy cho mình mấy cái này nè. Hôm nay mấy này nó viêm lên, nó sưng mũi đó. Đó rồi xong nè. Thấy chưa? Kéo lên con ơi mà quạt đi, quạt đi thôi. Đang thông. Đó, đây cục nữa. Còn cái gốc nữa, lấy luôn cái gốc không thôi để sưng con. Đó, hết cái gốc rồi kìa. Gắn lên. Cái gì cũng phải gắn thôi. Rồi, rồi, rồi. Nhìn sát vào đây cho cô. Đúng, nó không nhìn bằng mắt thường được. Dạ. Nằm dưới nè chị ạ. Em bị cận một độ chứ. Mà do kinh nghiệm lâu năm mà. Em hàng nếu ly của chị Ngọc quá chị ạ. À. Nếu ly á chị ạ. À. Mùi giống không chị? Mùi giống. Hàng của chị Ngọc là yên tâm về chất lượng rồi. Dạ đúng rồi, chính xác. Mà cũng mắc. Rồi như đây. Sắp xong rồi con gái. Gái cố lên ha. Nhất là hai bên đó đó chị, bên đó với bên kia nó cho ô nó nhiều, nó nhiều con cháy. Nhiều mà nó nằm sâu dưới này chị ạ. Dạ.
Con bé nó khỏe chị ạ. Nó khỏe mà nó ngứa, nó chắc là nó ngứa nó khỏe ạ. Nhìn xác vào đây cô coi nè. Em lắm con.